xin chào anh chị và các bạn à, chúng ta lại được gặp nhau trong một chuỗi series của bài đào tạo thực chiến về phân tích kỹ thuật và hôm nay thì mình châu phạm xin giới thiệu anh chị các bạn cách à, sử dụng đồ thị phần nến ở đồ thị nến và bây giờ là chúng ta sẽ đến với phần 3 thì hôm nay chúng ta sẽ review lại nhá à, một tí về cái cái à, về những cái bài đồ thị nến trước đây à, chúng ta chỉ cần vào trang của finasax và anh chị vào phần hướng uh, dẫn đào tạo uh, cũng như là phần giao dịch thực chiến thì uh, ở đây thì các bạn uh, admin uh, cũng như là các ad cũng đã tìm cách làm hệ thống hóa lại cái hệ thống uh, phân tích kỹ thuật cũng như là hướng dẫn và cụ thể như thế nào để chúng ta có một cái phương pháp giao dịch tốt nhất uh, cho những cái buổi tiếp theo uh, cho những chương trình tiếp theo thì đây là cái nội dung của À, của nội dung đào tạo thực chiến thì à, ở đây chúng ta đã có rất nhiều cái nội dung rồi à, thì mình chỉ có chia sẻ lại thôi ở đây là bao gồm những uh, nội dung mà chúng ta phân tích uh, thật, thị trường thật sự và chúng ta phân uh, dùng các kỹ, kỹ năng thì cái bài của mình ấy là đang ở cái phần là đồ thị nến phần 1 ở đây chờ chúng ta có, uh, phân tích uh, hiểu đồ đồ thị nến phần 2 ở đây và bây giờ chúng ta sẽ đến với đồ thị một đồ thị nến ở phần 3 nhé ở trong phần 3 thì mình sẽ nói về các mẫu hình nến Chúng ta sẽ nói về ứng dụng đa khung thời gian à, Bao gồm là giao dịch ngắn hạn như thế nào Giao dịch trung hạn và giao dịch dài hạn sẽ ra làm sao à, Đây là cái mục đích của bài Của nội dung phần 3 này Anh chị, à, nội dung phần 3 thì nó sẽ hơi nâng cao Do vậy là nếu anh chị chưa nắm được Nội dung của nến là gì Hay là các mẫu hình nến à, Các cái mẫu nến như thế nào Thì chúng ta sẽ xem lại cái nội dung trước nhé Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục à, đi đến với nội dung phần 3 Ở đây thì chúng ta hãy cùng xem qua một tí Là cái bài học này hay là cái phân tích kỹ thuật này bằng cái đồ thị nến này thì nó sẽ giúp cho chúng ta ở cái hạng mục nào đó là cái phần 3. Ở đây thì chúng ta sẽ có phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Ở cái nội dung của phần 3 này ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu quyết định một cái chiến lược giao dịch cho bất cứ một cổ phiếu hay là một cái mã uh, tài chính nào ví dụ như là vàng mình cũng đã phân tích được hay là dầu cũng có thể phân tích được với cái nội dung là phân tích kỹ thuật và nội dung phân tích cơ bản uh, phân tích cơ bản thì cũng rất nhiều cái đá, báo đài truyền thông đã hướng dẫn rồi nhưng mà còn phân tích kỹ thuật thì nó lại nghiêng về cái mặt về về trải nghiệm và cái mặt là đưa ra cái chiến lược giao dịch dựa trên những mẫu hình kỹ thuật dựa trên cách mà chúng ta hiểu đồ thị kỹ thuật như thế nào uh, ví dụ như uh, dạo này ở trên uh, truyền thông thì hay livestream hay hướng dẫn hay dùng cái đồ thị phân tích kỹ thuật và nói là nó tăng như thế nào và nó giảm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc tách lý do tại sao mà chúng ta lại hiểu được điều đó nhé thì với cái phần 3 này chúng ta sẽ nói về mẫu hình nến mẫu hình nến nó không phải đơn thuần là một cái nến nữa nó không phải đơn thuần là một phiên giao dịch nữa và nó sẽ là bao gồm rất nhiều phiên ví dụ như thế này đi là một cái mẫu hình nến Ờ, ở trong có xếp hạng là những cái mẫu hình này thì cho thấy là thị trường đang tích cực ờ, một số mẫu hình thì cho thấy là thị trường đang ở cái vùng là gọi là vùng trung dung tức là cái vùng cũng không uh, không tăng không giảm mà gọi là tích lũy nền hoặc là phân phối đỉnh và cuối cùng là một cái vùng gọi là vùng vùng tiêu cực hay là gọi là vùng bearish vùng tiêu cực thì uh, những cái mẫu hình nến như hammer này nến búa này hay là nến uh, chuồn chuồn hay là nến spinning top chúng ta đã đều nói qua rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta hãy nhìn vào cái cách kết hợp của đồ thị nến ở trên một cái trên một cái diện rộng hơn ở trên một uh, diễn biến của một cái thị trường và qua đó thì chúng ta thử, có thể áp dụng ngay vào thực tế được. Thì những cái mẫu hình nến thông dụng nhất ấy mà mình đấy là hầu như đến 80-90% uh, các nhà phân tích kỹ thuật cũng như là bản thân mình hay là bản thân mình nhìn nhận thấy là cũng khoảng 80-90% sử dụng các mẫu hình nến này và nó kết lập đi lặp lại thôi đó là những mẫu hình nến nào thì nó cũng dễ nhận ra ở uh, cái để mà một cái mẫu hình nến hay là để bất cứ một cái công cụ uh, sử dụng nào đó mà nó phổ biến thì đầu tiên nó phải là dễ sử dụng đầu tiên một cái công cụ mà phân tích kỹ thuật hay bất cứ công cụ nào trong cuộc sống cũng thế đầu tiên nó phải dễ sử dụng thì nó mới uh, phổ biến được và thứ hai là nó phải hiệu quả tức là thứ nhất là còn dễ sử dụng rồi và thứ hai phải hiệu quả thì ở đây mình có đánh dấu một số cái đồ thị nến này một cái mẫu hình nến hay là những cái đồ thị nến kiểu như thế này thì chúng ta nhìn đấy thì chúng ta có thể là chưa biết được ngay nhưng mà trong cái bài video hướng dẫn này ấy, thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được và có thể chúng ta bắt đầu giao dịch với những bộ mẫu, mẫu hình đồ thị hình nến nhé. ok chúng ta bắt đầu thôi đầu tiên là mình chia sẻ một cái mẫu hình nến mà rất dễ gặp À, và cũng gần như là mình đấy là gần như 90 đến 100 phần trăm nhà đầu tư hay là các bạn mà livestream hướng dẫn về đầu, đầu, tư chứng khoán ấy, cũng đều sử dụng hết đó là mẫu hình đến bao trùm tăng giá và mẫu hình đến bao trùm giảm giá thì cái nến bao trùm tăng giá hay giảm giá thì chúng ta gọi là engulfing engulfing uh, tức là nó theo cái hiểu là nó sẽ bao trùm lại uh, bao trùm thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là bao trùm tức là chúng ta phải bao gồm là hai cái nến một cái nến dựng ở phía trước và một cái nến ở phía sau thì bao gồm hai nến và khi mà bao trùm là như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem này cái bóng nến ở phía trên của cái nến trước đó uh, nó bé hơn và cái biên độ nó thấp hơn là cái nến phía sau nó cách khác là cái độ dài nến độ dài nến của cái cây nến ở phía sau nó bao trùm hoàn toàn lên cây nến ở phía trước nó gọi là nến bao trùm đây thì đó một cái định nghĩa rất là đơn giản ngay cả mẫu hình nến gọi là nến, nến bao trùm giảm giá nó cũng một cái định nghĩa tương tự như vậy đó là cái nến ở phía sau nó phải lớn hơn và nó to rộng hơn và nó trùm cái nến ở phía trước đó thì chúng ta có một mẫu hình bao gồm hai nến và gọi là nến bao trùm thì cái nến bao trùm này nó nếu mà trường hợp đi nó được đặt ở một cái đoạn đồ thị giá hay là được đặt ở trong một cái đoạn thị trường mà ví dụ như giá tăng giá cứ thế này tăng lên và chúng ta phát hiện giá nằm ở trong cái khu vực này thì thật sự là nó không mang nhiều ý nghĩa bởi vì là nó bị trùng hợp với rất nhiều mẫu hình khác nhưng có một số trường hợp nhất định mà mẫu hình nến bao trùm sẽ lộ rõ đó là trong trường hợp mà thị trường rung lắc và sau đó là đào pha đào pha đi lên thì nếu mà chúng ta tìm được cái mẫu hình nến bao trùm ở trong khu vực này này trong khu vực này thì lúc này chúng ta có thể khẳng định là đây là nến bao trùm tăng giá và cái xác suất mà thị trường tăng nó sẽ tốt hơn đó cái kinh nghiệm sử dụng của cái nến bao trùm nó là như vậy thôi thì nếu mà để muốn xác định mà sử dụng được cái nến bao trùm này thì chúng ta phải xác định được là nó nằm ở đâu trên đồ thị à, cái này cũng câu câu trả lời mà nó sẽ hơi 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 mang tính là chủ quan nhưng mà thật ra ấy là trong cái việc mà phân tích về cơ bản hay là phân tích về kỹ thuật thì thật sự mình cũng phải chia sẻ là chúng ta có một yếu tố chủ quan trong đấy khá là nhiều à, bởi vì ví dụ như một cái mẫu hình nến hay là một cái bộ uh, cái cái sự kiện nào đó đi thì cũng có rất nhiều cách nhìn à, ví dụ như à, những cái cổ phiếu mà à, tăng vốn điều lệ thì chúng ta cũng có nhiều cách nhìn hoặc là tăng vốn để mà rút tiền bớt hoặc là tìm cách để mà để mà làm pha loãng à, hay là làm cô đặc cổ phiếu mục đích tiêu cực hoặc là tăng vốn đơn giản chỉ là tăng vốn thôi là mục đích tích cực thì dẫn rất nhiều nhà phân tích sẽ phân tích theo một cách khác nhau nhưng cái chủ yếu mà chúng ta khi mà phân tích thì chúng ta đầu tiên ấy Quan điểm của mình cho rằng là chúng ta phải tin vào điều chúng ta làm đã. Còn nếu mà chúng ta bản thân chúng ta còn chưa tin vào điều chúng ta làm thì chúng ta chưa nên vội làm. Đơn giản là như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm với nhau một cái mẫu hình nến gọi là nến bao trùm nhé. Mình sẽ mở to cái đồ thị này ra. Chỉ số VN Index là một chỉ số mà rất quen thuộc với anh chị giao dịch bên thị trường chứng khoán trong nước. Thì cái mẫu bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn mở, mở to như thế này nó sẽ rõ hơn này. Xem thế nào là bao trùm nhé thì chúng ta sẽ cùng cùng tìm kiếm thì theo một cái định nghĩa ấy, là bao trùm tức là sao nó cái nến bao trùm đầu tiên ấy, nó phải ở trong trong cái phạm vi là nó phải bao trùm cái nến trước đó thì đó gọi là bao trùm thì ví dụ đi một cái nến bao trùm à, không biết anh chị đã nhận ra cái nến bao trùm này chưa chúng ta có hai cái hai loại nến bao trùm đây là nến thứ nhất này tức là cái nến đầu tiên ấy nó to hơn và nó gom cái nến phía sau lại nến bao trùm đầu tiên này ở à, một nến bao trùm thứ hai nữa nằm khu vực này đó thì nếu mà trường hợp đi à, chúng ta nhìn thấy một cái nến bao trùm đầu tiên như thế này thì thì cái cái việc đầu tiên của mình cho rằng ấy nếu mà trong một xu hướng mà thị trường giảm liên tiếp thì cái nến bao trùm đầu tiên ấy mình có thể bỏ qua đây là kinh nghiệm nhé à, trường hợp mà anh chị thấy thì anh chị có thể mua lên là cái nến sau đó được không sao cả bởi vì sao cái đà giảm trước đó nó đã cắt cái mạch giảm rồi là mua lên trước đó thì trong mua lên trước đó ấy thì chúng ta có một cái điểm cắt là ở trong cái đáy nến này này và chúng ta rời được khoảng khoảng ba bốn phần trăm nữa thì chúng ta dầm cái điểm cắt tại đây gọi là điểm stop loss thì bây giờ chúng ta mua tại đây vẫn được nhé không phải không được và chúng ta không lỗ đâu uh, và nếu mà thứ hai ấy, thì nếu anh chị để ý thấy nếu mà trong kinh nghiệm nhé thì khi mà thị trường đã giảm rất là sâu rất là xa rồi giảm mạnh như thế này rồi thì cái việc phục hồi của nến đầu tiên ấy thì nó lại hay ở uh, trong một cái tình huống gọi là gọi một cái mẫu hình gọi là dead cat bow Uh, tức là mẫu hình con mèo chết ấy như là giá nếu mà chúng ta đọc uh, phân tích đồ thị kỹ thuật cái thứ là búng lên và sau đó là giá giảm xuống thêm một mẫu hình thứ hai nữa thì với mình ấy, mình cho rằng nếu trường hợp mà cái cái búng đầu tiên ấy, thì mình sẽ không vào đâu là và mình sẽ vào cái nến búng thứ hai là nến này, này. Đó, là nến búng thứ hai này và sau đó thì chúng ta phải có một cái vùng stop loss ở dưới này và nếu mà trường hợp nhé mà giá mà Thủng cái stop loss này chúng ta bỏ qua Tức là chúng ta phải bỏ vị thế thôi Chấp nhận lỗ khoảng 3-4% gì đó Và rõ ràng là thị trường tiếp tục nhún một cây nến nữa Sau đó thì nó sẽ tăng Sau đó là nến, nến sau đó là nó tăng Thì với cái mẫu hình này ấy, thì cái điểm mua Mà gọi là đúng kỹ thuật nhất Cái điểm mua mà mà hợp lý nhất Ở đâu ấy nhỉ? Ở đây à, Mới, mới, à đây rồi Cái mẫu hình mà đúng kỹ thuật nhất Và hợp lý nhất ấy, là nó mua tại khu vực này Đây chính xác là cái vùng mà mình sẽ mua lên này đó. Và, và sau đó thì chúng ta sẽ xem một số chỉ báo khác cảnh báo chúng ta đã bán ra nhưng cách sử dụng của đến bao trùm là như vậy còn ngược lại nhé thì ví dụ như thế nào là gọi, chúng ta gọi là đỉnh thì đây là có những cái vùng đến bao trùm giảm giá ở đây ví dụ như trên này thì anh chị có thêm một cái, cái nến rất to và gần như là bao trùm toàn bộ cái nến trước đó không ạ đây là một đỉnh này đây là đỉnh thứ hai này với cái này ấy, thì bản thân mình sẽ bán tại đỉnh thứ hai này và khi nào mà giá nó vọt qua khỏi đỉnh thứ hai này tức là trong khu vực này mình mới mua lên đó thì là nến bao trùm nhưng ở đây lại tiếp tục có một mẫu hình nến khác gọi là nến pin ba đảo chiều thì một lúc nữa chúng ta sẽ phân phân tích về nến pin ba đảo chiều này nhé nhưng mà dù sao nữa thì với khi mà chúng ta hiểu được nến chúng ta sẽ rất là dễ giao dịch đó là nến bao trùm ok mình sẽ đi đến một cái nội dung tiếp theo đó là cái nến gọi là nến sao ban mai và cái nến sao ban chiều thì cái nến sao ban mai ban chiều nó sẽ bao gồm là mẫu hình nến có bao gồm ba cây nến nhé còn một cây thì uh, nếu trường hợp chúng ta xuất hiện một cái cây nến gọi là một cái nến là một phiên giao dịch mà nó tăng mạnh và sau đó là một phiên giao dịch mà lấp lại toàn bộ cái gap ấy thì đây mình xác định là một cái phiên tăng dướn còn nếu trường hợp ngược lại morning star đó là sao ban mai chúng ta một cái phiên gọi là phiên mà gọi là bán dướn thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua những phiên giao dịch này cái 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 mẫu hình nến này nó sẽ sử dụng như thế nào thôi uh, thì ở đây chúng ta hãy cùng xem qua nhé uh, có rất nhiều cách sử dụng nến mà nếu mà chúng ta biết được ấy nắm được ấy thì nó sẽ rất là hỗ trợ cho chúng ta trong việc giao dịch một cách mà hiệu quả nhất và đúng là gọi là một cách chuyên nghiệp nhất thì bây giờ mình đang tìm một cái cây nến mà nến gọi là tăng gọi là sao ban mai à, ở đây thì chúng ta có một cái mẫu hình nến hai hai nến sao ban mai 11 một ở đây thật ra là ba ấy. ở đây chúng ta nhìn thấy một cái nến gọi là sao ban giờ là sao ban chiều rồi à, sao ban chiều rất là sao à, nếu mà nếu mà anh chị mà giao dịch ở trong một xuống tăng trước đó ấy, thì cái đến một phiên giao dịch nào đó mà tự dưng chúng ta thấy là ơi, có một cái dấu hiệu gọi là cái nến tăng một cách đột ngột kéo lên mà sau đó là một cái nến dập ở phía sau giảm mạnh rất mạnh như thế này thì nó khẳng định một điều là chúng ta đang ở trong một cái vị thế gọi là cái vùng đỉnh giá đấy thì lúc này chúng ta phải hết sức lia, hết sức cẩn thận à, thứ hai nữa là có thời điểm mà sao ban mai thường nó hay báo những thời điểm mà giá sẽ giảm sau đó ví dụ là đây đây là một cái xe cái, lợn sao ban chiều lại đây tiếp tục là mẫu hình Sao ban chiều hay là tiếp tục ở đây là mẫu hình Sao ban chiều nữa bây giờ chúng ta nhìn một cái đồ thị giá chúng ta thấy rõ là là không phải là đỉnh đáy một cách ngẫ, ngẫu nhiên đúng không ạ nó đều có một cái phản ứng giá và bây giờ chúng ta việc chúng ta là xem thử có phản ứng giá đó hay không thôi thì đó là một cái mẫu hình là sao ban chiều còn sao ban mai ấy, thì chúng ta ngược lại chúng ta tìm ở trong cái vùng đáy tìm ở trong cái vùng đáy giá để xem có cái sao ban chiều nào không thì thực ra là thị trường nói chúng ta rất nhiều ấy, mà vấn đề là chúng ta có 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 tự là có nhìn được cái cái vấn đề của thị trường nói với chúng ta hay không thôi và liệu là chúng ta có tuân thủ đúng cái kỷ luật đó hay không thôi ví dụ như đây là một cái mẫu hình nến là Saban Mai này đó anh chị thấy rõ là không trong vùng đáy ấy, nó bị uh, gọi là bán dướn bán dướn xong nó kéo lên khoảng vài cây đó là một mẫu hình nến này thứ hai nữa là ở đây có một cái bán dướn đấy đó. và sau đó là nó kéo lên một cái cây rất là xa trên này nhưng trước đó nó cũng có những cái mẫu hình nến gọi là Saban Mai à, xin lỗi là Saban chiều uh, ok đó. thì đơn giản là như vậy thôi đơn giản là chúng ta nhìn những mẫu hình nến tương tự như vậy, hay là ở đây cũng có một cái gọi là một cái ngôi sao ban chiều ở đây nữa, giá lên sau đó làm mẫu hình nến xác định giảm, thì nó sẽ bao gồm ba nến nhé, ba à, nến, một nến tăng, một nến tăng bứt luôn và một nến giảm, thì à, ví dụ như ở trên này đi và đồ thị của chỉ số index ở trong thời điểm mà mình làm cái bài video này là rơi vào ngày 18 thì trong cái tuần vừa rồi ấy, chúng ta có một mô hình nến tương tự như vậy, nó dướng lên và sau đó là nó sọt nó sọt lại và việc là vì sao mà cái giá nó lại giữ bởi vì nó còn một cái vùng cản hỗ trợ ở đây nữa mà chúng ta sẽ phân tích về cản hỗ trợ sau. Kệ, okay, đó là những cái mẫu hình nến tương đối tương đối là thú vị và tương đối là rất dễ dùng và anh chị có thể sử dụng cái nến này trong phân tích kỹ thuật hàng ngày nhé. Thì đó là với với chỉ số của vn index và chúng ta có mẫu hình về ngôi sao ban mai, à, ngôi sao ban chiều và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi một mẫu, mẫu hình nến nữa là nến pin ba mẫu hình nến pin ba này ấy, thì nó được ứng dụng rất là rộng ở trong uh, giao dịch với chứng khoán mà giao dịch theo cfd uh, tức là giao dịch bên uh, thị trường phái sinh, ấy, uh, bên uh, forex hay là các thị trường khác thì ở đây mình có cái đồ thị forex ở đây rồi thì chúng ta sẽ cùng xem qua nhé uh, xem như thế nào thì nếu mà anh chị để thấy cái mẫu hình pin ba nó xuất hiện rất là nhiều ví dụ là đây là một cái pin ba này ở đây thì chúng ta tiếp tục lại thấy có rất nhiều là pin ba trong khu vực này ví dụ ở đây một một chùm pin ba này thì nó sẽ như thế nào thôi thì bây giờ mình sẽ định nghĩa là pin ba nhé pin ba tức là sao pin ba nếu mà chúng ta gọi là cái đinh à, gọi là một cái đinh cắm ở đây là đinh bao gồm là cái cái mũ đinh này và một cái đinh thì nó giống như là cái thanh châm cứu ở trong trung à, à, y Uh, trong uh, xin lỗi là uh, đúng rồi trong uh, trung hoa y học của truyền hay là chúng ta nói về những cái cây đinh cắm ở trong uh, uh, ở trong uh, phương tây thì nói chung ấy thì nó bao gồm hai cái loại bin ba tức là bin ba giảm giá và bin ba tăng giá với bin ba giảm giá ấy, thì nó có một yếu tố là ở đây cỡ nến ấy thì chúng ta có một cái dâu nến đúng không ạ là là gọi là bóng nến bóng trên và bóng dưới thế thì bây giờ một cái bóng trên nó dài như thế này ờ uh, đây là bóng trên rất dài này không biết là dưới các bóng hay không thì không quan trọng mình chỉ quan trọng là bóng trên thôi Thì bóng trên một cái nến pin ba mà giảm giá ấy, thì nó bị như thế nào tức là bây giờ mình nhìn vào điều kiện thị trường ấy khi mà ban đầu là bên phe mua đẩy giá tăng cao lên đến đây nhưng sau đó là sẽ phe bán đạp giá xuống đó thì nếu mà trường hợp như vậy chúng ta nhìn được cái cái nến mà pin ba mà tăng giá nó cũng tương tự như vậy tức là khi giá phía dưới và sau đó giá đẩy cao lên uh, tức là bên bên bán ấy, họ sẽ bán cho giá thấp xuống và sau đó là bên mua bắt đáy cao lên thì chúng ta hay có một cái cái câu là nến rút chân ấy thì đây chính là những cái nến rút chân của cái phân tích kỹ thuật này là nến rút chân nhưng cái pin ba này có một cái đặc điểm ấy là khi mà càng nhiều pin ba uh, đi cùng nhau thì cái tín hiệu đảo chiều lại càng rõ nét thì đây là một yếu tố khá thú vị mà chúng ta sử dụng cái nến pin ba này thì mình để ý là trong cái uh, hệ thống phân tích kỹ thuật của finasac cũng hay sử dụng có vẻ như các bạn bên này cũng sử dụng cái nến pin ba một cách đếm nến ở trong này à, khi mà chúng ta dùng vào cái kỳ vọng đảo chiều ấy cái xác suất đảo chiều ấy thì có vẻ như đang cũng có cái dấu hiệu là mình đấy mọi mỗi lần mà thị trường mà có nhiều pin ba là cái xác suất đảo chiều này lại tăng lên rất là cao này thì ok mình cũng xem qua nhé, cùng tìm hiểu về cái pin ba thì mình nói lại là trong cái thị trường đặc biệt là các thị trường bên bên ngoài thị trường của bên forex ấy, thì cái pin ba nó xuất hiện rất nhiều à, với chúng ta sẽ cùng phân tích nến thôi ví dụ như ở đây này chúng ta nhìn thấy là một đống pin ba trên này ở pin ba ở đây ấy, mình thật ra là bóng nến phía dưới ấy, anh chị đừng quá quan tâm khi mà nhìn vào pin ba quan quan tâm là cái 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 dâu nến nó dài như thế nào thôi ở đây chúng ta có một cây hai cây ba bốn cây đúng không ạ và sau đó là giá giảm đó. thì đó là cái vùng đỉnh của pin ba và ngược lại nhé chúng ta nói về pin ba giảm giá thì mình sẽ xem cung thủ định ngắn hơn xem có cũng có có rất là nhiều pin ba tăng giá cũng kiểu như vậy bỏ cái đẩy đồ thị này đi và chúng ta sẽ kéo qua lại à, để xem cái pin ba tăng nó ở đâu nhỉ à, ở đây mình sẽ dùng đồ thị là chúng ta sẽ vào một cái watch chúng ta sử dụng đồ thị của vàng đi, vàng là cái mà uh, rất nổi tiếng và rất nhiều anh chị già tham gia giao dịch với vàng và do vậy là chúng ta cũng thể phân tích và đến bên pin ba tại đây được uh, để xem nào ở trong đồ thị đến ngày đi xem được có pin ba không uh, trong đồ thị đến ngày thì mình thấy là có rất nhiều pin ba đây rồi nếu mà trường hợp với vàng thì mình bản thân mình cũng giao dịch với pin ba thôi pin ba vàng uh, đây ví dụ như là vàng trong thời điểm của tháng 9 vừa rồi thì mình có một cái lệnh mua tại đây này anh chị thấy cái dầu pin 3 đúng không ạ rất nhiều pin 3 trong khu vực này đây là khu vực pin 3 này thì mình mua khi mà đến nó bứt lên và sau đó là vàng về lại nhưng nó giữ một nền sau đó nó tăng khoảng gần trăm pip thì đó là cái cách mà chúng ta giao dịch với pin 3 và giao dịch theo đúng cái kỹ thuật mà giao dịch theo kiểu chuyên nghiệp ấy thì với cái hệ thống đồ thị Finasac thì như các bạn cũng đã thiết kế để cho nó tự động luôn uh, lên cái điểm à, uh, điểm và vùng giá cao hơn OK, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem về cái nến đến là gọi đến pin ba giảm giá rồi, đến pin ba tăng giá rồi thì nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta hãy cùng nhìn qua đồ thị phái sinh, đồ thị phái sinh của thị trường Việt Nam nhé, xem có pin ba nào không? Thì mình thấy là bên phái sinh của thị trường Việt Nam ấy, rất là hiếm có pin ba, à, hoặc là chỉ có những mô hình nến ngắn mà sau lo giảm ngay, chứ ít có thời điểm mà có pin ba. Nếu mà chúng ta hãy cùng xem đồ thị đến 15 phút xem mình thì cũng không có nhiều biến ba mà đa số là có dấu hiệu xong là, là giá giảm hoặc là giá tăng ngay à, ok đó thì với với điều kiện thị trường hiện tại thì có vẻ như xấu rồi đúng không ạ nhưng mà để chúng ta xem thử có uh, cái nến pin ba nào để chúng ta sử dụng hay không thì đây có một vài gọi là gọi là pin ba thôi cũng chưa hẳn là chuẩn chỉnh là pin ba lắm trong khu vực này đó là ba cái nến hiện tại này anh à, chị thấy là cái chân dưới nến rút rất là nhiều đúng không ạ chúng ta phải nhảy một tí chúng ta sẽ nhìn ra được cái này và sau đó thì sao? Nếu mà trường hợp mình ấy, thì mình sẽ mua ở trong cái nến thứ hai. Ở cái nến tăng xác nhận này này và sau đó thì mình ăn nguyên cây này. Nguyên cây này và đang có lãi thì giữ luôn mà sau đó ăn tiếp cây này. Thì cái việc đó là lý do tại sao mà trong rung tư vấn của Châu thì các các bạn các nhà đầu tư cũng cũng rất là hay mà bám được cái vị thế lon dài hạn là như vậy. Thì đó là việc áp dụng cái cái nến pin ba này thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một mẫu hình nến tiếp theo nhé, mẫu hình nến harami. Uh, nến uh, nến bầu, đến <laughs> uh, bầu hay là gọi là nến mẹ bồng con, thì Harami gọi là nến bầu mà. thì bây giờ chúng ta hãy cùng nến bầu là như thế nào. ở ban nãy thì mình có chia sẻ là một cái nến gọi là nến engulfing uh, tức là cái nến bao trùm, tức là nến sau nó sẽ to hơn nến trước. thì bây giờ anh chị nhìn lại nhé, cái nến bullish Harami hay là cái nến bearish Harami thì nó lại ngược lại, tức là cái cây nến đến trước đó ấy, nó to hơn hẳn cái nến sau. Thì đây là một mẫu hình nến cũng rất là hay sử dụng và đặc biệt là trong thị trường forex à, với thị trường ở việt nam thì là những cái mẫu hình của cái những cái cổ phiếu mang tính đầu cơ cao ấy thường nó hay xuất hiện những mẫu hình nến này ví dụ đi đầu cơ cao thì chúng ta hay nhắc đến cổ à, cũng như cổ lắm à, dạo này tích này test này teg này à, ví dụ là chúng ta xem được tích này. tích thì có cái nến bao trùm kiểu như thế này hay không thật sự là nếu anh chị đấy thấy là rất nhiều rất nhiều cái thời điểm mà cái phiên giao dịch ấy, nó xác nhận rõ là cái nến bao trùm ví dụ đi à, ví dụ chúng ta hãy cùng tìm nào tìm xem có cơ hội nào hay không với cái nến harami này thì đây là một cái với tích nhá à, chúng ta có một cái harami anh chị thấy là đây là cái nến to đúng không ạ to và bao trùm cái nến nhỏ phía sau đó, đó là nến harami ở đây này. và nếu mà trường hợp như vậy thì sao ạ? cổ phiếu nó sẽ giảm giảm từ cái vùng 8.000 giảm xuống còn khoảng 5 nghìn sáu và giá tăng trở lại đó, à, hoặc là với à, hoặc là với đồ thị của à, với đồ thị của bên thị trường forex thì cái nến này nó còn nhiều hơn nữa ví dụ như là một cái nến bao trùm tăng giá đi đây là bao trùm tăng giá này chúng ta có một cái nến bao phía trước đúng không ạ và sau đó là cái nến to phía trước bao trùm đến phía sau và sau đó là giá tăng một cái rất là mạnh với thị trường vàng thì với những cái việc việc mà giao dịch với nến Harami như thế này đấy, thì chúng ta phải nhớ rõ, phải nhớ nhé. À, ở đây ấy, thì chúng ta cần phải xem là trước đó là nến đỏ hay nến xanh. ví dụ như trước đó là nến đỏ và sau là nến xanh thì đây là nến tăng. À, hoặc là nếu mà trường hợp là trước đó là nến xanh mà sau là nến đỏ thì đây là nến giảm. đơn giản như vậy thôi. chúng ta hãy nhìn vào cái nến phía sau ấy. nếu mà cái nến phía sau là một cái nến tăng thì một cái nến xanh thì chắc chắn là, là tăng và ngược lại một cái nến đỏ thì nó sẽ là giảm. chúng ta cùng phân tích lại nhé. ví dụ như ở đây thì mẫu hình như thế này thì trước đó là một cái nến đỏ đúng không ạ và sau đó là một cái nến xanh thì thị trường sau đó là thị trường tăng giá đơn giản đúng không ạ cũng không quá phức tạp và ngược lại trước đó là một cái nến xanh và sau đó là một cái nến đỏ và nến là nến bao trùm nhé thì chúng ta có một cái thị trường giảm giá ok thì việc giao dịch cũng khá là đơn giản rồi đúng không ạ à, cái việc mà chúng ta tìm đáy cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta có một cái nến là nến bao trùm harami ở đây cái nến đỏ và cái nến xanh này. chúng ta có rất nhiều nến tăng ở phía sau do vậy là nếu trường hợp mà chúng anh chị mà nhìn cái vỗ hình nến này và nằm ở trong một cái phạm vi đáy ấy, phía dưới ấy, múc mua lên thì kiểu gì cũng sẽ ăn được ít nhất là vài vài chục pip đến cả trăm pip và ngược lại nhé nếu mà xanh đỏ thì ngược lại thì bây giờ chúng ta hãy dùng cách nhuần nhuyễn các mẫu hình nến này mình phân tích ở trong cái đồ thị này thôi không phân tích quá xa chúng ta có thể thấy như sau nhé thì đây là một cái gọi là harami tăng giá mua lên đúng không ạ mua lên đây Bắt đầu chúng ta thấy một cái ngôi sao gọi là ngôi sao ban chiều giá giảm chúng ta chốt lời đó đấy là một cái mẫu hình và đây gần như là một cái chiến lược giao dịch xong rồi và bây giờ chúng ta tiếp tục nhé à, nhìn thấy là bây giờ giá nó tăng chúng ta nhìn đấy này, ở đây có rất nhiều cái nến pin pin ba đúng không ạ pin ba chúng ta có thể mua lên nhưng sau khi mua xong chúng ta thấy là à thứ nhất là nó nó vào cản kháng cự ở trên phía trên này thứ hai là bây giờ chúng ta có một cái nến uh, harami bao gồm là một nến xanh này một một nến đỏ này chúng ta bán lại bán sập xuống đây ok rồi bây giờ chúng ta lại có tiếp một ngôi sao ban mai ở trong khu vực này đây ngôi sao ban mai đây chúng ta mua lên lại mua lên trên này Đó, bây giờ dùng một cách nhuần nhuyễn nhé thì anh chị sẽ thấy là cái việc sử dụng nến rất là dễ dàng và rất là dễ chịu khi mà chúng ta sử dụng các cái mẫu hình nến mà mình đã chia sẻ ở đây đầu tiên là góc vinh này đến bao trùm tăng giá giảm giá đến sao ban mai sao ban chiều nến pin ba và nến harami Ok thì đó là với những cái mẫu hình nến mà hay sử dụng những cái mẫu hình nến nâng cao ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bài học ở phía sau nhé thì mình sẽ chia sẻ thêm mẫu hình nến nâng cao nếu nâng cao ấy, thì nó phức tạp hơn nhưng bù lại là khi mà chúng ta nắm được nó thì chúng ta sẽ gần như là làm chủ được cái chiến lược giao dịch của chúng ta luôn Ok Bây giờ chúng ta hãy đến với phần 2 là cái phần mà ứng dụng giao dịch đa khung thời gian À, vì sao mình phải chia phải nói về cái ứng dụng giao dịch đa khung thời gian này bởi vì là cái mẫu hình nến ấy, thì nó có một yếu tố khá là hay đó là nếu mà cũng cùng một đồ thị nến như thế này nhưng nếu chúng ta chuyển cái cung đồ thị ví dụ như một giờ chúng ta sẽ có một một mẫu hình nến khác một đồ thị khác chúng ta chuyển sang một ngày cũng là cái sản phẩm đó nhưng chúng ta chuyển sang một ngày thì lại là một đồ thị khác à, ví dụ như vn 30 f 1 m đi chúng ta chuyển sang đồ thị ngày thì lại là một đồ thị khác thì bây giờ cái vấn đề là chúng ta phân tích đồ thị nào và chúng ta phải phân tích như thế nào Thì bây giờ ấy, chúng ta cần phải xác định lại Là cái mục đích chúng giao dịch của chúng ta là gì Và thứ hai nữa ấy, là vì sao lại có đa khung thời gian Thì uh, nó là như thế này uh, Khi mà chúng ta nhìn vào ứng dụng mà đa khung thời gian ấy, Thì chúng ta phải hiểu như thế nào cho nó đúng Thì ở uh, đây mình có một cái ảnh là một cái hình tròn Chúng ta nhìn hình dung đây là một cái bức tranh này Đây là một bức tranh Bức tranh uh, rất là tròn trịa đúng không ạ Nhưng mà nếu mà chúng ta soi vào trong bức tranh này À, thì chúng ta sẽ thấy được là một bức tranh mới, một bức tranh mới. Và nếu mà chúng ta soi tiếp vào bức tranh mới này, chúng ta sẽ có rất nhiều bức tranh mới nữa. À, đó. thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng với đồ thị nến cũng tương tự như vậy. khi mà chúng ta nhìn vào đồ thị nến ngày ấy, thì nó là một cái uh, scope mac, uh, macro nó như thế này, một cái chúng ta thu nhỏ nó lại như cái ống nhòm ấy thì ban đầu nó là đồ thị nến, ví dụ đồ thị nến tuần đi. sau đó chúng ta đồ thị nến ngày và cuối cùng là chúng ta đồ thị nến giờ, quick day hour và thậm chí anh có một số anh chị giao dịch theo đồ thị đến phút nữa, minute nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái hình dung như thế này. Đó là uh, trong ví dụ đi, ở chúng ta có đồ thị của nến 15 phút, đồ thị 60 phút và đồ thị 4 giờ. Thì bây giờ trong đồ thị 15 phút, nó sẽ bao gồm là rất nhiều con sóng. Ở đây thì mình cũng đếm luôn là có 21 con sóng tăng. Uh, sau đó là giảm 13 sóng, tăng lên 21 sóng, giảm 13 sóng. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chuyển về đồ thị nến phút, uh, 60 phút, ấy, 1 giờ ấy, thì chúng ta sẽ có năm sóng giảm 3 sóng và tại năm sóng mà nếu chúng ta dùng đồ thị 4 giờ ấy, thì chúng ta chỉ có một sóng thôi là, là sóng này thôi thứ hai là sóng giảm thứ ba sóng tăng và đó chúng ta có rất ít sóng ở trên này còn nếu mà đồ thị 15 phút thì rất nhiều sóng đúng không ạ nhưng nếu mà chúng ta nhìn lại ấy, thì ba đồ thị này bằng nhau nó cái khác là ba đồ thị này giống nhau không khác nhau một tí nào cả và cái vấn đề nó nằm ở chỗ là kỹ thuật giao dịch chúng ta thôi nếu mà chúng ta giao dịch theo cái hướng là là lướt sóng mà theo đồ thị ngắn thật là ngắn ấy, thì những cái đoạn này là chúng ta giao dịch được rồi là chạ, là chơi được rồi còn nếu uh, rồi chúng ta giao dịch bắt đầu thị trung hạn hơn ấy, thì chúng ta dùng đồ thị này còn nếu mà trường hợp mà chúng ta giao dịch theo kiểu là trending ấy, để theo ngày theo giờ ấy, chúng ta dùng đồ thị này 4 giờ Đó. thì cái quan điểm của đa khung thời gian nó sẽ là như vậy thì bây giờ cái việc giao dịch như thế nào thì mình sẽ dùng một cái uh, cũng là cái đồ thị vàng này đi đồ thị vàng này để chúng ta dễ hiểu nhất đầu tiên là mình nhìn vào đồ thị đến tuần À, và đồ thị đến tuần thì nó nó là như thế này đơn giản đúng không ạ và khi mà chúng ta giao dịch đồ thị đến tuần ấy, thì chúng ta mua xong là chúng ta phải ít nhất là một tuần sau chúng ta mới có một cái nến mới thì chúng ta phân tích thì ví dụ như anh chị giao dịch đồ thị đến tuần đi thì đây chúng ta có một cái mẫu hình là nến harami này và sau đó là gì ạ mình sẽ mua tại vùng này và mình cắt khoảng ba phần trăm dưới này ba phần trăm của đến tuần thì nó sẽ rơi vào khoảng là 50 đô tức là là nếu mà trường hợp anh chị mua một lót là khoảng 5.000 đô đấy À, là gần trăm triệu đấy nếu trường hợp mà lỗ là lỗ chỉ trăm triệu đấy nhưng ngược lại nhé ví dụ mà chúng ta đúng thì chúng ta sẽ ăn được khoảng là ít nhất là khoảng hai chục nghìn lên lên khu vực này với mình thì là ba chục nghìn trong cái sóng về thì mình hay ăn kiểu như vậy ba chục nghìn ở đây thì à, thì đó thì sau đó là chúng ta bắt đầu phát hiện ra là ơ ở đây có một cái một cái nến giảm này và chúng ta nhìn khoảng ba đến nhìn khoảng ba đến tại đây thì phát hiện ra là thôi chết rồi ở đây là xác định một cái mẫu hình nến gọi là nến ngôi sao ban chiều rồi cắt ngay tại vùng giá này do vậy là mình ở trong khu vực này thì mình ăn được khoảng là 30 000 đó kiểu như vậy và sau đó thì chúng ta cứ giao dịch thôi uh, giao dịch theo tuần thì nó lại rất dễ chịu đó là chúng ta cứ khi nào có nên mới chúng ta mới phân tích còn bây giờ nếu mà trường hợp anh chị giao dịch ngắn hơn thì anh chị giao dịch theo ngày thì daily thì chúng ta cũng có một cái mẫu hình đến daily để chúng ta phân tích và nguyên tắc sử dụng là gì đó là khi mà chúng ta dùng đồ thị nào thì chúng ta sẽ quản trị rủi ro theo đồ thị đó uh, chứ không phải là ví dụ như anh chị sử dụng đồ thị nến là 5 phút nó biến động mà co giật liên tiếp hay là đến một phút nó biến động nó co giật liên tiếp như thế này này mà bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta bị sai xu hướng đúng không ạ và sau đó là chúng ta chuyển lên đồ thị phía trên để chúng ta phân tích để chúng ta tìm mọi cái cách để mà chúng ta bảo vệ tài khoản chúng ta thì không đúng nó cái khác ấy là đa cung thời gian đấy thì cái cung thời gian ở phía sau à, nếu mà chúng ta nhìn về nó sẽ có tác động là nó ủng hộ cái cung thời gian ngắn hơn ví dụ như cung thời gian ở phía sau là một cung thời gian mang xu hướng tăng thì cái cung thời gian ngắn hơn mình sẽ ưu tiên vào các vị thế mua lên mắt đáy, hoặc là ngắn hơn nữa thì mình lại tiếp tục ưu tiên vị thế mua lên mắt đáy hơn nữa. Đó, nó là cơ bản là như vậy và chúng ta sẽ giao dịch như vậy nhé. Và chúng ta đã giao dịch ở cung thời gian nào thì chúng ta chốt ở cung thời gian đó, chứ chúng ta không rời sang cung thời gian khác. Thì đó là cái cách giao dịch với đồ thị nến và giao dịch với đồ thị của đa cung thời gian. Ok, thì đó là một số chia sẻ trong bài đồ thị đến ngày hôm nay nhé. À, chúng ta sẽ còn rất nhiều các cái phần phân tích kỹ thuật khác nữa và rất hy vọng anh chị các bạn ủng hộ kênh của Finasac nhé bằng cách là like, share, subscribe và mình cũng sẽ rất là hy vọng là được sẽ gặp anh chị các bạn trong những cái bài video về đào tạo tiếp theo. À, vâng xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video tiếp theo về ứng dụng các đồ thị phân tích kỹ thuật cũng như là các chiến lược giao dịch để chúng ta có một cái phương pháp giao dịch thật sự là chuyên nghiệp và chúng ta có một cái cái cách đầu tư về chứng khoán nói chung và trên thị trường nói riêng một cách thành công nhất nhé à, xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video lần sau xin chào và hẹn tạm biệt ạ